Ok, yêu cầu tôi làm deck về Hunter khá là nhiều ha. Là làm về spell Hunter. Oh my god, mở vũ nước quay lại thấy gì đây? Op. Oh my god. Speak your peace. Okay. No one can spare bomb there. Khác lên mình khó khử luôn, tại vì cái đó bắn hên xui nè, mình sẽ khử luôn. The light protects me. Đang bắn ba đao hay thốn hả? Đấy đấy đấy. Chờ mãi, chờ cái spell tốn đi mãi. Hi hi. Chờ cái spell tốn đi mãi luôn các bạn. Sao lên cái này nó quá đẹp, tên tới nó lên cái này đẹp quá luôn. Nói chung là con nào rất đơn nhanh hơn. Oh my god. Oh my god. Tổng luôn. Oh my god. Chết cụ mày là con à. Chỉ được sống được thêm một tên nữa thôi. Mày còn cái quân gì nữa đâu mà qua được cái đống này. Hùa chắc cho một dâu luôn. Đủ gì đánh với Spellhunter. Raveston hãy tự tin đừng giúp nó. Raveston hãy vui về. Đến này Raveston hãy vui. Your abilities.
good now. Yeah. Let's see this man. It doesn't sound good, but well. Nhưng mà nó có thể Hellfire, nó có thể sử dụng Hellfire các bạn hiểu theo file chứ là hay lỗ thôi. Cảm thấy khó chịu rồi đó. Sao là nó 7 mana. 7 mana thì nó có thể xài cái spell tone của nó. Còn nó lên một cái con cái mẹ luôn. Đúng rồi. Vậy thôi. Vậy mặt thôi. Một cái spell tone không thể nào cứu nó được.
Despierto a donde tú, mira. Ay, no, no se chayda, ay. Con chayda, con de. Lo que despierto a donde tú, no se chayda. No, tío, no puedo, no sé nada. Vamos a hacer aquí, vamos a ganar ahí. ¡Qué nuga hoy! ¡Qué nuga hoy! ¡Qué chico de ahí! ¡Ay, ya! Giờ cái hai cái Spreton lại luôn. Tại vì sức rệt của mình nhiều. Chắc cái này ra cái sức rệt liền ha. Làm sao khi nó ra được thêm cái sức rệt này là quá thơm mọi người. Quá thơm. Quá dữ luôn. Cái tin này nó ra thêm cái series nữa thì ngon. Quá ngon. Bell Hunter không bao giờ bị lỗi thời ha. Ok. Không bé mình sao nhanh lên. Chọn rô kẹo tiếp luôn. Bên sau mình ra 4 con sói là thấy nó ngáp rồi. Thấy ngáp ngáp rồi đó. Sợ cứ lấy hồi máu thôi. Rồi cái lá nó đi chỉ được 2 đao tối đa. Chết nó hồi máu nhiều bởi cho nó chết luôn. Nó được nó hiệu lá nó xong quét. Có thể nó super nguyên đóng này vô. Giờ super nguyên đóng này vô thôi. 3, 6, 9, 12, 15, 13. Sao nó có thể hòa mở rồi. Thế sao nó hòa bố được nó rồi. À, thứ ba là mới ghê. Chứ nhờ cái lá hòa máu nó mà nó sống thì tên sao. Mẹ nó. Nó phải ra đó để hòa máu thôi. Ôi nó sắp phơi rồi ghê. Chết đi rồi. Ủa tại sao nó không xài lá kia? Có cái thằng đồng. Tại sao nó hòn máu nó mà nó sẽ phơi đúng là thằng bệnh.